hai mỏ hỗn võ Tấn Phát và Nu Phước Thịnh livestream không cần nghĩ content vì content đã có cộng đồng mạng lo. Anh ơi ngủ sớm đi anh, ta mới like vô kêu đi ngủ. Ngủ ngủ cả đời rồi ngủ chi hoài. Ngủ nhiều bị ngủ nhiều bị khờ á. Dữ vậy sao? Con xem chú từ hồi chú còn sung sức luôn á. Ý con là sao? Là giờ chú không sung sức hả con? Khó chịu vô cùng. Giờ chú già rồi á. Khu vé kìa ấy ơi. Đi coi kịch hay gì đi coi khu vé. Khu vé là... Chị ạ. Đừng mà. Nghe nhạc Nu từ lúc 9 tuổi. Trời đất ơi. Anh 40 năm nay em là... Nhìn 40 năm. Ngồi không content cũng ê hề. Câu này đúng chuẩn dành cho Võ Tấn Phát và Nu Phước Thịnh. Mỗi khi livestream, hai anh chỉ cần ngồi đọc comment cộng thêm chiếc mỏ hỗn thì ta nói mảng miếng vô cùng tận. Trong một buổi tối muộn, Võ Tấn Phát livestream đã nhận về 1001 câu hỏi hóc búa, vô tri đến từ fan. Hỏi kiểu nào nam nghệ sĩ cũng trả lời được. Đã gọi là cái mỏ hỗn thì đầu óc của anh cũng đâu có tầm thường. Đặc biệt, có những lúc Võ Tấn Phát cũng rất xéo sắc và đánh đá. Với cái tính này thì đâu có vô cớ gì mà anh lại sản xuất ra web drama gia đình cục xúc. Tự nhiên đi anh, đầu thai thôi em ơi, chứ giờ mình đã không cao thì mình đi chống mũi thôi chứ sao. Tự nhiên thì đòi đầu thai chứ sao chứ. Fan kêu anh tỉa lông mày thì lại nói rằng hôm sau bản thân sẽ cạo luôn. Hoặc fan kêu Võ Tấn Phát đừng livestream nữa, hãy đi ngủ đi thì anh cho biết ngủ chi quài vì ngủ nhiều bị khờ. Trả lời có một bình luận mà khiến bao người cảm thấy nhột vì cái tính thích ngủ. Song song với sự đánh đá xéo sắc thì Võ Tấn Phát còn có hệ muối biển. Là nghệ sĩ có tính hài hước nên độ mặn trong mỗi câu trả lời của Võ Tấn Phát cũng không phải dạng vừa. Có lẽ biết thần tượng của mình như thế nên các fan cũng toàn là những chiến thần mỏ hỗn không kém, cứ hay đặt những câu hỏi trêu ghẹo để cho anh chửi. Cola đen là thuốc cho người đẹp. Là collagen là cho người đẹp uống, là anh không uống được đúng không? Ok, thank you. Nhưng dù thế này thì chính khả năng hài hước của Võ Tấn Phát đã nhận về nhiều sự yêu thương của fan. Người thì người đặt người ta thì đi đốn củi, còn anh thì đúng là thiệt mấy cái đứa này thiệt á. Thôi không có ghẹo Pháp nha. Bên cạnh Võ Tấn Phát thì còn có Nu Phước Thịnh. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ livestream khỏi cần nghĩ kịch bản vì nó đã tự đến. Chú hết ra bài mới rồi hả? Đứa nào hỏi vô tri giờ tóc lắm ạ. Như anh nè, nghiệp nhiều vô, hổn vô. Lâu lâu mới bật live giao lưu với khán giả và họ cũng không để cho nam ca sĩ nhàm chán khi để lại vô số comment rất trêu người. Ủa sao anh cắt mắt có một bên vậy? Hết tiền á. Hết tiền. Có người đã comment cho một livestream của anh rằng bản thân theo dõi nam ca sĩ từ thời còn sung sức. Có lẽ lúc này tâm trạng của Nu Phước Thịnh là khó chịu vô cùng. Nam ca sĩ phải quyết tra hỏi fan cho ra lẽ, thời còn sung sức vậy nay anh như thế nào? Nếu ai theo dõi Nu Phước Thịnh lâu thì có lẽ sẽ không lạ gì với chiếc mỏ hỗn của nam ca sĩ, nhưng so kè về phần trăm hỗn có lẽ vẫn nhẹ hơn Võ Tấn Phát. Biết đẹp trai chỉnh tóc chi nữa, chỉnh cho đi chứ mình sẽ lâu. Đây chị nhắm chị gái em ghê, coi chừng hai đứa đeo một cọng. Còn bạn thấy sao về Võ Tấn Phát và Nu Phước Thịnh khi livestream không cần kịch bản vì mọi thứ đã có cộng đồng mạng lo? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé!